Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ đảo chính ở Myanmar hé lộ điểm yếu chí mạng trong dự án vành đai con đường của Trung Cộng. Sau cuộc chính biến ở Myanmar, đầu tư chiến lược của Trung Cộng vào quốc gia này có thể chịu những tác động đáng kể. Đài VOA Mỹ bình luận, Myanmar, bà Aung San Suu Kyi bị gắn thêm tội danh mới, đối mặt với nguy cơ bị giam giữ vô thời hạn. Quân đội Myanmar cam kết sớm tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Myanmar, xe bọc thép xuất hiện tại thành phố lớn, Internet bị cắt và các phân tích nhận định sáng kiến vành đai con đường BRI của Trung Cộng có thể chịu những chấn động từ bất ổn chính trị ở nước này. Quân đội Myanmar đã giành việc kiểm soát đất nước vào hôm 1 tháng 2 sau khi bắt giữ các lãnh đạo của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD, bao gồm cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, và một số quan chức bị bắt giữ đã tham gia đàm phán về hoạt động đầu tư của Trung Cộng, làm tăng tính bất ổn trong các dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước này. Quân đội cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài trong một năm và các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức sau đó, đồng nghĩa một số giao dịch có thể cần được đàm phán lại và khó có nhiều khả năng hai nước sẽ đạt được một giao dịch đầu tư lớn mới trong thời gian ngắn. Tình hình Myanmar một lần nữa bộc lộ những rủi ro mà BRI đối mặt. Các chuyên gia chỉ ra rằng những khoản đầu tư chủ đạo của Trung Cộng có xu hướng thông đồng với các quan chức địa phương, khiến họ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực hơn trong những thay đổi quyền lực của đất nước. Dan Chamorro, đối tác của công ty tư vấn rủi ro Control Risk Group, nhận định nhiều dự án đều là hợp tác giữa chính phủ với chính phủ, G2G, giữa hai quốc gia, vì vậy mà họ không nghĩ rằng nó có thể xảy ra sai sót hoặc chính phủ của nước chủ nhà sẽ giúp giải quyết vấn đề. Dộ tin Đại sứ quán Trung Quốc bị vây, binh sĩ PLA đổ bộ đường phố Myanmar, Bắc Kinh nói gì? Bà Aung San Suu Kyi là người nắm quyền trên thực tế ở Myanmar được 5 năm và đảng của bà đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Nhưng quân đội Myanmar vẫn là một thế lực mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong nền chính trị nước này. Theo Chamorro, nhiều nhà đầu tư nước ngoài của Trung Quốc hiếm khi tiến hành đánh giá rủi ro và thẩm định kỹ lưỡng trước khi tiến hành đầu tư như các công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU và Nhật Bản. Các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc đổ vào Myanmar bắt đầu từ năm 2004 khi hai nước đồng ý xây dựng một đường ống dẫn dầu khí và khí đốt giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với cảng Kiaofu của bang Rakhine, Myanmar. Dự án trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC được ca ngợi là hình mẫu đầu tư chiến lược đối với các dự án BRI. Kể từ đó, Bắc Kinh đã mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực then chốt và khai khoáng và năng lượng Myanmar, dần trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nipjidao và ảnh hưởng của nước này cũng ngày cùng được củng cố. Chip Topfer and Kersen, phó giáo sư tại Trung tâm các vấn đề toàn cầu của Học viện Nghiên cứu chuyên ngành thuộc Đại học New York nói, điều mà Trung Quốc tìm kiếm không chỉ là lợi nhuận kinh tế ở Myanmar, mà quan trọng hơn đó là thiên hướng Bắc Kinh. Theo ông Andersen thì nếu chỉ trích tính toán rủi ro từ quan điểm kinh tế, không phải tất cả các khoản đầu tư vào các dự án BRI của Trung Cộng đều có khả năng được đền đáp. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận ở một góc độ toàn diện hơn, kết hợp với ý nghĩa chiến lược và biểu tượng của BRI lại với nhau, thì việc tính toán những rủi ro đầu tư này có một mức độ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chính vì các dự án đầu tư mà Trung Quốc lựa chọn thường có ảnh hưởng lớn về địa chính trị, với hy vọng đạt được mục tiêu mở rộng sức ảnh hưởng trong khu vực của Bắc Kinh, nên các khoản đầu tư này thường chịu tác động bởi nền kinh tế tại địa phương. Cuộc chính biến bất ngờ ở Myanmar với sự thất thế của đảng NLD khiến cho các khoản đầu tư của Trung Cộng gặp rủi ro đáng kể.
Dự án lớn nhất của Trung Quốc tại Myanmar hiện nay là hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar được ký kết trong nhiệm kỳ của bà Aung San Suu Kyi. Trước đó, dự án đập thủy điện Mizison do Trung Quốc đầu tư đã bị đình chỉ vào năm 2011 bởi chính phủ Thensen do quân đội Myanmar hậu thuẫn. Ngoài ra, phản ứng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với chính biến Myanmar là áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu như Washington trừng phạt bằng cách cấm các công ty có giao dịch với Myanmar hợp tác với Mỹ. Điều này có thể gây rắc rối cho các công ty của Trung Cộng. Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, tại các quốc gia mà BRI đi qua, trong nhiều trường hợp Bắc Kinh và các quan chức bản địa thông đồng để đầu tư để nhà đầu tư Trung Quốc nhận được hợp đồng gây bất mãn cho người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro cho tính bền vững của dự án. Các hợp đồng này thường là hợp đồng không có tiêu chuẩn được trao cho các nhà thầu hoặc nhà tài trợ Trung Quốc trong bối cảnh không có cạnh tranh. Điều này khiến cho các công ty Trung Quốc có thể bị cáo buộc thông đồng, Chamorro nói. Đối với quan chức địa phương biến chất, những dự án đầu tư của Trung Cộng được cho là góp phần khiến cho họ tham nhũng. Chỉ cần dự án có thể hoàn thành những hạ tầng quy mô cùng với mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể được sử dụng để xoa dịu công chúng, nhưng về mặt cá nhân các dự án cũng che giấu những giao dịch không rõ ràng. Năm 2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đe dọa hủy bỏ dự án đường sắt được Trung Cộng hậu thuẫn do tiền nhiệm Najib Rajak ký. Ông Rajak sau đó bị kết tội tham nhũng. Mặc dù thỏa thuận đã được đàm phán lại nhưng vụ việc bị coi là một trở ngại lớn đối với dự án BRI của Trung Cộng. Vụ chính biến Myanmar hé lộ điểm yếu chí mạng trong dự án vành đai con đường của Trung Cộng. Và một ví dụ khác mà Maldives, Tổng thống có quan điểm thân Bắc Kinh Abdullah Jamen của Maldives đã thất cử vào trong cuộc bầu cử năm 2018 và ngay lập tức bị phanh phui về hành vi bê bối tham nhũng. Chính phủ mới của Maldives phát hiện họ đang nợ Bắc Kinh số tiền khổng lồ cho các dự án đầu tư trong khuôn khổ BRI và rất nhiều chi phí cho các dự án xây dựng ở nước này đã bị thổi phồng. Nếu vỡ nợ, Maldives có thể chịu chung số phận với nước láng giềng Sri Lanka. Quốc hội hiện nợ Trung Quốc hàng tỷ đô la Mỹ cho dự án BRI và theo các số liệu cho thấy thì số liệu tiền lớn đã đến tay cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa. Năm 2015, Rajapaksa thất bại trong cuộc bầu cử và từ chức, nhưng chính phủ mới không thể trả món nợ mà ông đã gánh và đã buộc phải cho Bắc Kinh thuê cảng chiến lược Hambantota trong thời hạn 99 năm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, gọi huyện xã là bọn ngu trên Facebook, một người đã bị phạt tiền. Ông Trần Hải Đăng, 45 tuổi ở huyện Yên Dũng bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, tương đương với 325 đô la Mỹ về hành vi xuyên tạc xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức trên tài khoản mạng xã hội vì gọi xã huyện là bọn ngu trên Facebook. Hôm 18 tháng 2, báo Bắc Giang tường thuật tối 17 tháng 2 trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông Đăng đã đăng bài viết với nội dung xúc phạm cơ quan nhà nước như bọn ngu xã huyện, kèm theo lời đe dọa bố mày mà dính bệnh bố đốt nhà chúng mày đấy các con. Báo Lao Động cho hay, ngoài việc bị phạt tiền, ông Đăng còn bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang buộc gỡ bỏ post trên Facebook. Ông Đăng được ghi nhận là người đang được cách ly tập trung tại huyện Yên Dũng từ ngày 17 tháng 2 và không rõ chi tiết liệu có phải ông này bị cách ly do đi từ vùng dịch về hay không. Theo tờ Lao Động, ông Đăng đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, một bài viết có lời nói thô tục, nội dung xúc phạm cơ quan nhà nước. Tuy vậy thì tờ báo không cho biết chi tiết cơ quan bị xúc phạm là cơ quan nào và ai, đánh giá bài đăng của ông Đăng là thô tục. Sau khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, một số người quen của ông Đăng đã vào động viên, song cũng có người bình luận mang tính chất ác ý xuyên tạc, cổ súy thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực xúc phạm chính quyền của ông Đăng, báo Lao Động cho biết thêm.
Trong một diễn biến khác, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 2 cho hay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả những người dân từ Sài Gòn trở về từ ngày 7 tháng 2. Biện pháp hành chính này của Bắc Giang cùng với một số tỉnh thành khác bị công luận phản đối vì mang tính kỳ thị người về từ Sài Gòn. Trước ông Đăng, chính quyền các địa phương ở Việt Nam liên tiếp xử phạt người dân với cáo buộc xúc phạm cơ quan nhà nước. Hồi trung tuần tháng Giêng, ông Nguyễn Quốc Khánh, 37 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh bị công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính 5 triệu Việt Nam đồng, tương đương với 216,6 đô la Mỹ, với cáo buộc cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân, cụ thể cá nhân trưởng công an xã. Báo Hà Tĩnh hôm 27 tháng Giêng cho hay, một bài đăng trên trang cá nhân Coupon HT của ông Khánh viết, góc cảnh báo gần Tết nên đói công an xã Thanh Bình Thịnh của huyện Đức Thọ đòi dừng xe hơi, kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm vì thiếu hóa đơn, trong khi không có văn bản phối hợp của các lực lượng khác. Trưởng công an xã mới về nhậm chức chắc đói nên làm liều. Đúng một tiếng đồng hồ, nhắc nhở để cho tự xử lý, nếu không xử lý, tự hiểu. Tất cả các bản tin đều có chung chi tiết là tại buổi làm việc với công an hoặc thanh tra sở thông tin truyền thông, những Facebooker bị triệu tập đều thừa nhận thông tin do mình đăng tải sai sự thật và xin chấp nhận hình phạt cam kết không tái phạm mà không hề có sự hiện diện của luật sư. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Sơn La cảnh cáo giám đốc bắt cựu phó giám đốc Sở Y tế nghi tham ô. Những vi phạm dẫn đến kỷ luật bà Bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở Y tế Sơn La có liên quan đến sai phạm của cựu giám đốc và hai thuộc cấp sở này đã bị công an tỉnh bắt tạm giam hôm 17 tháng 2. Ngày 18 tháng 2, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La cho biết đã kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở Y tế vì trong lúc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã năm 2019 đã vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, bà An đã thiếu kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp phó, cán bộ công chức thuộc sở trong tham mưu gói thầu dẫn đến không phát hiện được các khuyết điểm vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trong nghiệm thu và các trang thiết bị y tế để nhiều thuộc cấp đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật. Vi phạm của bà Kim An là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, tạo dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế. Trước đó, ngày 17 tháng 2, báo Lao Động cho biết cơ quan công an tỉnh Sơn La đã khởi tố lệnh bắt tạm giam 4 bị can: Sa Văn Khuyên, cựu phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La; Bùi Thị Hoa, cựu trưởng phòng kế toán kế hoạch tài chính Sở Y tế; Mai Anh Tuấn, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế; và Bùi Thị Thu, 52 tuổi, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, giám đốc công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Hưng Phát, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định các bị can trên đã có sai phạm trong thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế. Theo đó, nhiều danh mục hàng hóa thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Hiện công an tỉnh Sơn La đang làm rõ vụ án để truy tố. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Cộng sản Việt Nam xem kẻ cướp là anh em, cố tật không thể sửa chữa được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với người dân Việt Nam thì cho dù đó là ngày những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống vì Hoàng Sa, hay những người lính của quân đội Cộng sản đã ngã xuống vì chống lại quân bành trướng phương Bắc đều được tưởng nhớ như nhau. Đây là điều ai cũng có thể nhận ra. Cũng phải thôi, với dân thì Tổ quốc là trên hết. Không quan trọng thành phần xã hội, không quan trọng ý thức hệ, chỉ cần biết anh hy sinh cho đất nước là anh được tôn vinh. Đấy là lòng dân. Tuy nhiên thì với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ không như vậy. Họ đề cao ý thức hệ nên khi họ bắt tay với Trung Cộng, họ đã chà đạp lên công lao của những người phải hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 đã là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Cộng sản Tàu với Cộng sản Việt Nam.
Tuy rằng trên mặt trận tuyên truyền thì Tàu gọi cuộc chiến đó là dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng thực chất đó là cuộc xâm lược cướp nước. Theo ước tính của phương Tây, phía Tàu có khoảng 28.000 người chết và hàng chục ngàn, trong khi đó phía Việt Nam khoảng 8.000 người chết và 12.000 người bị thương. Rõ ràng là quân Tàu đông hơn 600.000 quân nhưng vấp phải sự kháng cự quá giáp của phía quân đội Việt Nam, và kết quả chết và thương vong đã nói lên sự thiệt hại của phía Trung Quốc. Đó là lý do Tàu rút quân, vì họ thấy nuốt miếng mồi này không trôi, chứ chẳng phải họ thử sức chiến đấu của quân đội nước họ đâu. Thử chỉ là mục đích phụ, mục đích chính vẫn là cướp nước. Pháp đánh Việt Nam mục đích là để giữ thuộc địa. Có thể xem họ cướp nước cũng được, nhưng gọi thế cũng có phần khiên cưỡng. Thực tế Pháp chỉ muốn đánh bật Việt Minh lấy chủ quyền trao cho triều đình nhà Nguyễn, chứ họ không lấy đó làm lãnh thổ của nước Pháp. Với Mỹ thì họ đến Việt Nam chỉ muốn chặn đứng sự bành trướng mạnh mẽ của chế độ Cộng sản ở Đông Nam Á, chứ không có ý định cướp một tấc đất nào của Việt Nam. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng với Tàu thì khác. Nếu giả sử quân đội Cộng sản Việt Nam không đẩy lùi được quân Tàu về thì 6 tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay là một phần của tỉnh Vân Nam rồi. Như vậy, nếu nói quân cướp nước thực sự trong 3 cường quốc trên thế giới, chỉ có Tàu mới thực sự là cướp đúng nghĩa. Trong sử thì Cộng sản không ngần ngại gọi Pháp và Mỹ là quân cướp nước, và họ có huân chương chống Pháp, huân chương chống Mỹ. Tuy nhiên thì huân chương chiến Tàu thì họ không hề có, và ngược lại thì họ còn gọi quân cướp là anh em. Với cách gọi ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lại anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh vì gìn giữ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Câu hỏi được đặt ra là Tàu có gì để cho Cộng sản Hà Nội không xem là quân cướp nước? Họ có ý thức hệ giống nhau, và nghĩa là vì ý thức hệ Đảng Cộng sản xem nhẹ tất cả, xem nhẹ chủ quyền quốc gia, xem nhẹ sự hy sinh của đồng bào và xem nhẹ chính xương máu của người lính đã chấp nhận làm lá chắn cho Đảng. Giá trị của Đảng Cộng sản là vậy. Lịch sử là bài học mà có lẽ Đảng Cộng sản không bao giờ chịu học. Chỉ có dân thì cần phải học, và rằng Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ đặt quyền lợi dân tộc và quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của nó. Và không bao giờ dân tộc này muốn trường tồn thì bài toán lớn nhất phải là tìm cách giải quyết Đảng Cộng sản. Dù cho đến bao lâu, dù cho mất bao nhiêu công sức, dù có hy sinh đến đâu cũng cần phải giải quyết dứt điểm cái ý thức hệ nguy hiểm này. Đất nước này cần tạo ra một nhà nước nơi mà chỉ dung nạp những đảng phái chính trị biết đặt quyền lợi quốc gia và quyền lợi dân tộc lên trên hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tàu khảo sát Trung Cộng vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để lấy mẫu và thử tàu lặn. Tàu khảo sát của Trung Cộng mang tên Thám Tác 2, Than Su 2 vừa hoàn tất chuyến nghiên cứu trong khu vực mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều đòi chủ quyền ở Biển Đông. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc và dữ liệu từ phần mềm theo dõi tàu biển mà RSA thu nhập được, tàu khảo sát Thám Tác 2 rời cảng Tam Á hôm 2 tháng 2 và đi về vùng phía tây quần đảo Hoàng Sa, chỉ cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 140 hải lý, với mục đích được truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo là thu thập các mẫu sinh học, thử các tàu lặn và tiến hành các nghiên cứu khác cho đến ngày 9 tháng 2. Chuyến đi của tàu này vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam là chuyến đi nghiên cứu mới nhất ở Biển Đông của Trung Quốc. Nước đòi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông bất chấp những yêu sách về chủ quyền của 5 nước khác trong khu vực, bao gồm có Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan. Hôm 17 tháng 2, Hải quân Mỹ đã điều tàu chiến đi qua khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước khác ở Biển Đông trong hoạt động tự do hàng hải FONOP theo thông báo của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Bất chấp những tranh chấp hiện hữu về chủ quyền trên biển, các tàu khảo sát của Trung Quốc liên tục thực hiện các chuyến khảo sát ở Biển Đông, và hơn thế thì còn nghiên cứu các nguồn tài nguyên, vẽ bản đồ lòng biển, thử nghiệm các công nghệ mới và tiến hành các loại nghiên cứu khoa học khác. Hoạt động nghiên cứu này đã khiến cho các nước láng giềng tức giận. Ví dụ, vào tháng giêng vừa qua, một tàu có tên là Jiazhen của Đại học Hạng Môn Trung Quốc đã hoạt động trong vùng nước của Philippines mà không được phép của chính phủ Philippines
theo thông tin từ trang Infuser. Vào tháng 12 năm 2020, Indonesia phát hiện một thiết bị lặn không người lái nghi ngờ là của Trung Cộng ở gần đảo Salaja, và thiết bị này có thể đã thu thập các dữ liệu cho các tàu ngầm của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa PLA. Các thông tin về chuyến khảo sát của tàu thám TAC-2 được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy tàu này thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật Biển sâu Trung Quốc, một cơ quan nghiên cứu thuộc nhà nước. Các dữ liệu mà RFA xem xét và nhận diện này là chủ hữu, chủ sở hữu và quản lý của tàu thám TAC-2. Tàu thám TAC-2 mang theo một đội ngũ gồm 60 người thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Tàu lặn có người điều khiển có tên Chiến binh Biển sâu. Theo Tân Hoa Xã, trong quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu đã hoàn tất 9 lần lặn, thu thập các mẫu nước, trầm tích và sinh học biển sâu được dùng để xây dựng một ngân hàng tài nguyên sinh học biển sâu Biển Đông và nghiên cứu tìm hiểu bằng cách nào các sinh vật hữu cơ thích ứng với môi trường biển sâu. Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành một loạt các hoạt động chung đầu tiên với sự tham gia của chiến binh biển sâu và tàu lặn di động Lulin, theo Tân Hoa Xã. Chính phủ Việt Nam hiện vẫn chưa công khai đưa ra bình luận gì về chuyến đi của tàu thám TAC-2 ở vùng nước mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều đòi hỏi là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, các quốc gia ven biển có quyền quản lý, cho phép và thực hiện các nghiên cứu khoa học trong vùng EEZ của mình. Đây là vùng nước nằm trong vòng 200 hải lý tính từ đất liền đến đường cơ sở quốc gia đó. Trong 2 năm qua, tàu thám TAC-2 đã nhiều lần hoạt động ở Biển Đông và đi vào vùng nước thuộc Thái Bình Dương. Ví dụ, tàu này đã đi vào vùng nước phía đông nam quần đảo Hoàng Sa vào tháng 7 năm 2020. Tàu đã hoàn thành tất cả ít nhất 4 chuyến vào khu vực Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái. Theo Tân Hoa Xã, vào tháng 12 năm 2020, thám TAC-2 đã hoàn tất chuyến khảo sát kéo dài 57 ngày tới rãnh Mariana. Trong chuyến đi này, tàu đã triển khai chiến binh biển sâu cho 32 lần lặn, thu thập một loạt các mẫu sinh học và trầm tích và thực hiện các nghiên cứu khác. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.